Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Quang Thế Web. Trong video này thì chia sẻ cho các bạn cách chúng ta sử dụng Canva để sửa hình ảnh với công nghệ AI. Chúng ta sử dụng Canva mà chúng ta biết cách sửa hình ảnh thì trong cái công cuộc làm marketing của các bạn thiết kế hình ảnh hoặc là chúng ta làm video, à, làm YouTube hay là chúng ta thiết lập những cái bài giảng, những cái bài quảng cáo trên internet nó cực kỳ dễ hả các bạn ha. Nếu mà các bạn biết cái tính này càng sớm thì các bạn biết rất là nhiều cái thứ à, chỉnh sửa về cái việc là chúng ta áp dụng ai vào cái việc là nâng cao cái tốc độ làm việc của chúng ta thì ai nó mới vừa cập nhật trên cái phần canva này giúp cho chúng ta chỉnh sửa cực kỳ nhanh chóng các bạn và mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta nâng cấp cái hình ảnh của chúng ta chỉnh sửa và cải thiện hình ảnh của chúng ta như thế nào nếu mà các bạn sử dụng photoshop hoặc là một số cái phần mềm khác thì chúng ta cần phải có cái gọi là có một cái thời gian trải nghiệm rất là lớn hoặc là có kinh nghiệm nếu mà các bạn sử dụng một cái phần mềm khác giống như là Photoshop thì các bạn cần phải có kinh nghiệm rất là nhiều để xử lý được cái chuyện này Tuy nhiên nó cũng rất mất nhiều thời gian nhưng mà hôm nay Canva nó ra đời giúp cho chúng ta làm được cái công việc này cực kỳ đơn giản Ok chúng ta cùng nhau tìm hiểu và chúng ta áp dụng ngay lập tức vào cái công việc kinh doanh của chúng ta công việc làm marketing của chúng ta Ok chúng ta bắt tay vào cùng thế chúng ta tìm hiểu có cái gì hay ho hay không Rồi bây giờ chúng ta bắt tay vào làm thôi Ok, đầu tiên các bạn truy cập giúp mình vào cái đường dẫn là web com canva như trên màn hình mình có để ha các bạn ha. Đây là cái đường dẫn giúp cho các bạn đi tới nơi đăng ký được cái tài khoản Canva Pro miễn phí 30 ngày ha các bạn. Đầu tiên các bạn sẽ truy cập vào cái đường dẫn là web com canva chúng ta nhấn enter ha các bạn. Rồi nó sẽ đẩy cho chúng ta tới một cái nơi đi vào cái tài khoản thiết kế Canva. Ok, trong khu vực này các bạn sẽ nhìn thấy một cái nút đăng ký ở đây. Nếu mà các bạn chưa có email thì chúng ta sử dụng đăng nhập email luôn, chúng ta bấm vào là cái chữ là tiếp tục với email của chúng ta. Rồi nó sẽ xác minh và nó cho login vào bên trong cực kỳ nhanh thôi các bạn ha. Ok, trong cái khu vực này các bạn có thể là nâng cấp lên, các bạn có thể bấm một cái chữ dùng thử bản miễn phí ở đây. Tại vì các bạn dùng thử bản này nó mới có đủ tính năng cho các bạn trải nghiệm. Các bạn chọn chế độ hàng tháng này bấm tiếp tục ở đây. Rồi trong khu vực này chúng ta nhập thông tin thẻ của chúng ta vào. Chúng ta bấm vào là dùng thử thôi các bạn. Tại vì hiện tại mình đã có cái bản Pro rồi nên nó sẽ hiện lên như vậy còn các bạn chưa có gì hết thì chúng ta nhập thông tin vào chúng ta bấm vào à, tải bản dùng thử ở đây là nó sẽ có ngay lập tức rồi như vậy là chúng ta sẽ được sử dụng trải nghiệm trong vòng 30 ngày nó không thu phí của chúng ta nha các bạn nha bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sử dụng AI này như thế nào Ngoài cái công việc mà chúng ta ứng dụng công nghệ Canva vào cái việc là xử lý hình ảnh này nó còn giúp cho các bạn làm video YouTube nè làm video short nè kiếm tiền với là affiliate thông qua cái cách là À, chúng ta sử dụng Canva chia sẻ những template của chúng ta lên đó, hay là các bạn có thể ứng dụng Canva này để chúng ta xây dựng bài giảng viết blog hoặc là chúng ta dùng để chúng ta kết hợp với lại ChatGPT bốn 4 các bạn. Ok, thì các bạn sẽ truy cập vào cái đường dẫn mình có để dưới cái phần comment hoặc là cái phần mô tả hay các bạn thì trong đây mình đã để hết tất cả những bài giảng về Canva và Canva nó có rất là nhiều cái công nghệ hay cập nhật trong năm 2023 hay các bạn ha. Thì các bạn theo dõi tất cả những cái bài giảng ở đây mình có hướng dẫn và chia sẻ. Thì các bạn có thể áp dụng vào ngay lập tức cái công việc kinh doanh của các bạn Công việc làm marketing của các bạn nó sẽ à, trở nên nhanh chóng hơn Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái phần ứng dụng vào cái việc chỉnh sửa hình ảnh ngay lập tức Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ quay qua lại cái giao diện Canva của chúng ta Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó có một cái khu vực cho chúng ta tùy chỉnh hết tất cả mọi cái Các bạn bấm vào cái chỗ là tạo thiết kế Ví dụ như ở đây mình muốn tạo ra một cái poster, một cái bài đăng gì đó đi Hoặc là một cái à, phần trang bì của Facebook hoặc là một cái logo hoặc là một cái hình đại diện máy tính gì cũng được ha các bạn. À, mình sẽ kích vào bất kỳ cái nào ở đây. Ok, bây giờ chúng ta có một cái tấm ảnh mà chúng ta muốn chỉnh sửa thì các bạn bấm vào cái chữ là tải lên ở đây ha. chúng ta bấm vào cái nút tải lên. rồi các bạn tìm tới cái ảnh của chúng ta. rồi ví dụ như ở đây mình tìm tới khu vực ảnh của mình nha. đó, mình sẽ tìm tới tất cả những cái ảnh này và mình sẽ lựa ra một cái tấm ảnh nào mà mình cần chỉnh sửa mình sẽ đưa lên. à, mình sẽ ví dụ mình lấy một cái tấm này ha các bạn ha. Rồi mình sẽ bấm một cái nút là Open Ok các bạn đợi cho nó upload lên đây Chúng ta kích vào như thế này Nó sẽ chạy qua bên phía tay phải của chúng ta Các bạn kéo zoom to lên giúp mình Bây giờ chúng ta muốn cần xử lý tấm này đúng không các bạn ha Các bạn cần xử lý tấm này cho nó à, Cho nó đẹp và nó chuyên nghiệp hơn Thì chúng ta làm như thế nào Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn á à, Chúng ta sẽ bỏ cái nền Nếu mà ngày trước chúng ta sử dụng cái cách dùng Photoshop Thì các bạn đi À, chỉnh sửa xung quanh này rất là lâu và ngày hôm nay canva nó giúp cho chúng ta gỡ luôn cái nền rất là nhanh các bạn kích vào đây nó có phần sửa hình ảnh nè các bạn thấy có phần xóa nền không chúng ta kích vào ngay lập tức nó xóa nền cho chúng ta rất là nhanh thôi các bạn ha rồi thì bên ngoài á nó cũng có một số cái công cụ ví dụ remove background này ha các bạn chúng ta có thể làm được việc này tuy nhiên đây chỉ là một công cụ rất là nhỏ thôi à, của canva thôi nó có cũng lâu rồi thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhiều cái công cụ magic của nó tức là nó ứng dụng với lại ai luôn Bây giờ mình zoom to lên cho các bạn xem nè Ví dụ như các bạn thấy cái đầu tóc không? Hiện tại là màu đen, mình muốn biến cái đầu tóc này thành màu vàng thì làm như thế nào? Các bạn sẽ bấm vào cái chỗ này Kích vào cái hình ảnh nè, nó sẽ có chỗ là sửa ảnh Trong này nó sẽ có phần là chỉnh sửa Magic cho các bạn ha Chúng ta bấm vào dùng chỉnh sửa Magic nè Rồi, ok Nó sẽ đưa cho chúng ta qua cái hình góc ở đây Các bạn sẽ có một cái phần là cây cọ nè à, Các bạn thấy cây cọ chưa? Bây giờ mình muốn điều chỉnh cái tóc này nè mình zoom to chỗ này lên đây các bạn có thể phóng to lên chỗ này các bạn bôi cho nó dễ nè à đây mình sẽ chọn lại cái chỗ này thôi các bạn ha chúng ta bấm vào sửa ảnh nè chỉnh sửa magic nè rồi bây giờ chúng ta bôi chúng ta muốn chỉnh sửa cho cái cây cọ này nó nhỏ một tí để chúng ta hút hết tất cả cái tóc của thằng này thì chúng ta có thể hút vào đây đó các bạn thấy chưa các bạn lựa chọn cái vùng mà chúng ta cần làm việc sau đó các bạn bấm vào cái nút tiếp tục nè ở đây ha trong cái phần mô tả này các bạn muốn cái điều gì thì ai nó sẽ giải quyết cho các bạn à tóc màu vàng tóc màu vàng tóc vàng đây ha rồi chúng ta sẽ bấm một cái nút tạo ở đây các bạn đợi xem có cái điều gì kỳ diệu ha thì nó sẽ nhận dạng ngay cái phần tóc của chúng ta và nó sẽ biến cái chỗ đó thành màu màu vàng các bạn thấy chưa nó sẽ hiển thị ra bốn cái option cho chúng ta lựa chọn này các bạn nha rồi các bạn đợi cho nó lót lên rồi các bạn thấy ngay lập tức nó sinh ra cho chúng ta bốn cái option như thế này. À cũng ngầu hết các bạn ha. À cũng ngầu chứ, đâu có ấy đâu. Đó, các bạn thấy mình zoom to lên cho các bạn xem nè. Đó, các bạn thấy nó rất là mềm mượt ha. Nếu mà các bạn giỏi về Photoshop đi thì cái phần này các bạn tách layer rồi các bạn làm layer mask nó rất là lâu hết các bạn ha. Còn ngày hôm nay cái thằng này nó sẽ giúp cho chúng ta làm được rất là nhiều cái chuyện như thế này. Hả, các bạn thấy không? À. Ok giờ Rồi, thứ nhất là chúng ta tinh chỉnh về tất cả những cái hiệu ứng của phần này. Bây giờ nếu mà các bạn muốn à, thêm một cái khu vực nào, ví dụ như trên áo này mình muốn đính kèm một cái à, gọi là cái bông hoa ngay chỗ áo này đi ha. Thì mình bấm vào cái chữ xong ở đây. Tiếp theo mình sẽ bấm lại cái chế độ là chỉnh sửa magic này các bạn. Rồi, mình sẽ bấm vào chọn cái ô cọ nè, đồng ý nè. Chúng ta muốn gắn một cái bông hoa thì chúng ta có thể là chọn một cái vùng ở đây nha các bạn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm vào chữ tiếp tục mình sẽ gõ lên cho nó một cái tử là rose đi thôi các bạn ha tức là hoa hồng đây rose rồi chúng ta bấm vào nút tạo ở đây nó sẽ tạo ra một cái hoa hồng gắn lên cái khu vực này cho chúng ta rồi các bạn đợi cho nó quay và nó lót lên ha các bạn ok rồi nó sẽ lót ra cho chúng ta bốn cái đó bốn năm cái gì đó ví dụ chúng ta muốn là hoa hồng màu đỏ đây thì chúng ta gõ vào chữ là red rose thôi các bạn đó à, ngay lập tức nó sẽ đính lên cái phần thông tin này cho chúng ta rất là nhanh à, nó sẽ giúp cho các bạn À, chỉnh sửa hình ảnh hầu như là rất là đơn giản. Rồi, đó là hai cách. Và thứ ba nó còn có một cái công cụ rất là tuyệt vời nữa thôi các bạn ha. Đây, thì chúng ta kích vào đây lại, chúng ta bấm một cái chữ sửa ảnh này nè. Rồi mình bấm cho nó đứng lại đó. Kích vào đây, bấm vào sửa ảnh, di chuyển tới cái chữ là xóa Magic thôi các bạn. Rồi, dùng xóa Magic. À, OK, thì khi mà chúng ta xóa cái phần này á, thì chúng ta cứ chọn ở đâu? À, ví dụ cái nền của chúng ta, chúng ta muốn bôi xóa chỗ nào á, chúng ta chỉ bôi xóa một vùng thôi, à, và chúng ta muốn xóa hết tất cả những vùng này thì nó sẽ xử lý cho chúng ta cực kỳ nhanh. đó. ví dụ trường hợp mà chúng ta không muốn dùng cái kiểu là, à, dùng cái kiểu là xóa hết tất cả nền hết các bạn ha. rồi, các bạn bấm vào ở đây, rồi sau đó các bạn thoát chuột ra một cái, nó sẽ tự động nó xử lý bằng công nghệ AI của nó luôn. Rồi, các bạn đợi ha. Đó, nó sẽ biến tất cả những thằng này thành cái hình này màu trắng hết. Ví dụ trường hợp chúng ta gỡ nền thì nó quá bình thường. Ví dụ như trong cái quần áo của chúng ta nó có gì đó nó bị lấm lem, chúng ta muốn bôi cái vùng đó chúng ta chỉnh ha các bạn, thì nó cực kỳ nhanh luôn. Rồi, các bạn hiểu không? Chứ không phải là à, mình nói, à công nghệ ai này ra đời không có tác dụng các bạn. Rất là nhiều công nghệ ai này nó áp dụng ha. Tại vì khi mà mình không lưu thì nó sẽ không có thay đổi cho các bạn nha. Đó, mình chỉ làm cho các bạn hiểu thôi. Rồi bây giờ trong khu vực này các bạn sẽ thấy một cái phần nữa cực kỳ hay rồi mình sẽ quay ra cái khu vực này nó sẽ có một cái chỗ là ứng dụng nè đó các bạn sẽ nhìn thấy một cái phần đó là test to email chúng ta kích vào đây rồi bây giờ các bạn muốn nhập một cái hình nào đó thì các bạn sẽ gõ vào khu vực này ví dụ như là à, cô gái à, cô gái ngồi ngồi à, trên à, lưng ngựa à, cô gái ngồi trên lưng ngựa rồi buổi chiều buổi chiều à mình sẽ gõ vào cô gái ngồi trên lưng ngựa vào một buổi chiều đây rồi chúng ta nhấn enter trên bàn phím đó các bạn đợi cho công nghệ ai này nó xử lý ha ok rồi các bạn đợi nó chạy rất là nhanh nha các bạn đó cô gái ngồi trên lưng ngựa vào một buổi chiều nè à, nó sẽ chạy nó thiết kế là cái hình ảnh hình ảnh này không phải là hình ảnh lấy trên mạng mà hình ảnh là do công nghệ ai nó vẽ ra ha các bạn ha rồi các bạn thấy à, ví dụ như mình lấy một tấm này mình đưa vào đây đó à, hoặc là tấm này đó các bạn thấy rất là nhiều tấm ảnh đẹp hả các bạn đó các bạn cứ chọn vào đây nếu mà các bạn gõ được tiếng anh thì chúng ta sẽ gõ theo tiếng anh như vậy đó bây giờ mà các bạn muốn à, mô tả một tấm hình nào đó thì các bạn chỉ cần gõ vào khu vực này thôi đó thì nó sẽ ra đây cho chúng ta ha cái công nghệ ai nó giúp cho chúng ta rất là nhiều trong cái công việc làm marketing khi mà các bạn làm video trên youtube hoặc là chúng ta làm à, marketing để sử dụng những cái bộ ảnh mà nó không đụng hàng đó, các bạn ha gọi là không vi phạm bản quyền thì công nghệ AI này giúp cho các bạn rất là nhiều trong cái công việc là à, cải tạo làm content nó trở nên chất lượng nó sinh động hơn Ok chưa? Ok trong cái công cụ của AI nó vừa cập nhật á, thì các bạn thấy ngồi trang chủ này nè nó sẽ có một số cái nữa thứ nhất là cái công cụ dịch sẵn ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn áp dụng cái thằng này thử như thế nào luôn à các bạn kích vào đây các bạn kích vào cái phần là công cụ dịch nè bấm vào dùng thử ngay nó cũng giống như là cái phần dịch của các ngôn ngữ khác nha các bạn ha nhưng mà khi mà chúng ta có một cái slide thì nếu chúng ta muốn nhân bản lên hai ba cái slide khác thì nó cực kỳ nhanh rồi bây giờ nếu các bạn muốn áp dụng chat gpt bốn trên này thì các bạn quay ra trang chủ nè các bạn bấm vào cái phần đọc đây à nó cực kỳ hấp dẫn luôn nha các bạn ví dụ như ở đây mình viết một cái dòng chữ là à, chia sẻ ba à, hoặc là chia sẻ ba cách làm giàu từ à, youtube đây Ok, ví dụ như các bạn gõ một cái tiêu đề như thế này đây à, Chia sẻ ba cách làm giàu từ Youtube bằng tiếng Anh Đó, hoặc là bằng tiếng Việt gì đó đi ha các bạn Mình lấy tiếng Việt cũng được đây, cho nó đơn giản đây Rồi, khi các bạn chọn ở đây, các bạn nhấn vào mở rộng văn bản nè À, nó sẽ đẩy ra cho chúng ta một cái content cực kỳ nhanh Đó, các bạn thấy chưa, nó tạo ra bây giờ nó dài quá Mình muốn yêu cầu nó rút gọn lại thì bấm vào dấu cộng ở đây Tóm gọn văn bản này ha các bạn ha Nó ngay lập tức nó tóm lại Đó, nó lấy lại nhiêu đây thôi Các bạn hiểu chưa AI á à, các bạn, đây là sử dụng AI công nghệ của chat GPT-4 này nó cực kỳ tốc độ cao luôn. Rồi các bạn sẽ đem vào cái khu vực này nha, đem vào lại cái khu vực thiết kế của chúng ta nè. Ví dụ như là à các bạn có một cái đoạn văn bản như thế này đây. Đây, mình sẽ để ở đây cho các bạn dễ nhìn này nha. Đó. Rồi. Ok. Chúng ta sẽ tăng cái size này lên cho các bạn to cho các bạn dễ nhìn nè. Bây giờ có phải là cái thằng này là ngôn ngữ tiếng Việt không các bạn? Các bạn muốn dịch ra ngôn ngữ tiếng Anh thì các bạn bấm vào dịch sang nè tiếng Anh nè đó sau đó các bạn ám vào dụng vào cái trang số 1 nè bấm vào dịch nè à, nó sẽ chạy một cái quèo nó dịch ra cho chúng ta đó các bạn thấy chưa, tiếng Việt và tiếng Anh nếu các bạn có nhiều trang để chúng ta làm à, video hoặc là chúng ta làm mấy cái nền tảng khác đó, thì nó cực kỳ tiết kiệm thời gian cho các bạn luôn chỉ sử dụng Canva thôi nhưng mà các bạn vừa làm hình ảnh nè làm dịch nè sử dụng chat GPT bây giờ mình ít lên cái phần chat GPT lắm các bạn tại vì chat GPT 3 nó chậm quá ha à. Thì cái thằng chất GPT-4 này chỉ cần in một phát thôi là nó ra luôn Nên tốc độ nó tiết kiệm rất là nhiều cho chúng ta Rồi, ok Bây giờ cái thằng này là cái phần dịch ha Ngồi ra, ngồi trang chủ này nè Nó còn có một cái phần nữa à, Đó là cái phần là dùng thử à, Dùng thử với lại cái thằng vẽ này nè Còn cái thằng Magic này á Là một cái thằng công nghệ AI Mình đã có chia sẻ một cái video trước đó rồi Các bạn tìm lại trên cái chủ đề của mình á Trên kênh của mình sẽ xem cái phần này nha Rồi, ví dụ như là cái phần à, Dùng hình vẽ nè Chúng ta... Nếu mà các bạn đam mê về vẽ ha hoặc là chúng ta tô màu cho con chúng ta dạy học thì đó thì chúng ta có thể sử dụng thằng này trên iPad á Các bạn có cái viết nữa thì nó quá tuyệt vời luôn Rồi nó áp dụng hết tất cả mọi cái công cụ trong này à, Nó cho chúng ta vẽ đủ thứ hết à, Đưa màu sắc vào tô hay là làm gì các bạn Nó có đầy đủ hết tất cả những phần này Chọn màu chữ này kia nọ à, Nó có nhiều công cụ rất là hay à, Trong này chúng ta có thể chỉnh chữ cọ màu cọ nè à, Kiểu cọ đầy đủ, đủ, đủ hết rồi chúng ta muốn đưa thành phần nào qua. ví dụ như mình muốn đưa vào một cái là đôi dép đi nó có hàng tỷ tỷ đôi dép ở trong này thì các bạn chỉ cần kích vào à, chúng ta lấy cái phần đôi dép này là xong đúng không à, cái việc khỏe và cái việc là chúng ta có ý tưởng chúng ta lên đây chúng ta vẽ nó có một cái công cụ tuyệt vời như thế này à, ngoài ra nó còn liên kết rất là nhiều thứ nữa giúp cho tại vì cái ai này á, họ muốn là biến cái phần canva này trở nên thông minh hơn à, với mục tiêu là họ sẽ tích hợp rất là nhiều thứ nữa và sắp tới đây nó còn một số cái rất là hay họ đang họp báo và họ đã chuẩn bị ra mắt cái bản beta cho chúng ta dùng thử rồi nha các bạn nên các bạn áp dụng cái công nghệ này càng sớm càng tốt ok thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn một cái phần nữa là tạo hiệu ứng trên này à chúng ta sẽ kích vào cái chữ dùng ngay tạo hiệu ứng này là nó áp dụng một cái việc gì các bạn à có kiếm tiền được hay không tức là khi mà mình nghiên cứu tới cái phần này thì mình muốn ứng dụng tới cái công việc của mình chứ không phải nói như vậy để chơi chơi hay các bạn ha không có thời gian đâu mà chúng ta làm những cái thằng này để chúng ta giải trí Cái thằng này nó ứng dụng rất là nhiều trong cái công việc Nếu mà các bạn có một cái video các bạn xây dựng về hoạt hình nè Trước đây chúng ta làm học hình nó cực kỳ khó Các bạn thấy những video học hình trên à, Youtube họ kiếm được rất là nhiều tiền Thông qua cái tiền Youtube AdSense, thông qua những cái việc là à, kiếm tiền Affiliate Marketing hoặc là tài trợ thôi các bạn ha Thì à, khi mà chúng ta tạo ra một cái mẫu như thế này Ví dụ như các bạn có một cái uh, À, sản phẩm khác đây mình không phải là con ong đi ở trong đây mình tìm là cái con bướm đi à, cái con bướm rồi ok à, mình sẽ cho con bướm này nó bay mình sẽ kéo cái con bướm này vào các bạn hiểu không à, con bướm này và cái con ong này mình xóa nó đi nè bây giờ các bạn sẽ để con bướm này nó sẽ bay từ cái cành này qua cành kia làm sao hả các bạn ha các bạn kích vào đây nè nó sẽ có cái phần là chuyển động ok chưa trong đây nó sẽ có phần là tạo hiệu ứng nè các bạn kích vào đây giúp mình rồi chúng ta bấm vào chúng ta sẽ giữ ship trên bàn phím nha một tay của các bạn giữ ship trên bàn phím sau đó các bạn sẽ kéo nè nó sẽ tạo ra cái đường đi đó. bay ra đây chơi một tí rồi tiếp tục bay lên trên cao hạ xuống đó các bạn quẩy như thế nào là nó bay theo như thế các bạn hiểu rồi khi mà chúng ta buông chuột ra thì nó sẽ à nó sẽ dừng lại thì ở đây chúng ta có thể chỉnh tốc độ cho nó nhanh lên một tí nè à, xoay thành phần theo đường đi rồi chạy cho nó mượt một tí các bạn sẽ xem cho nó chạy nè đó rồi ờ, ok chưa à nó say tức là nó say thì các bạn hiểu không nó cực kỳ thông minh luôn ok chưa rồi thì áp dụng cái thằng này trong cái công việc chúng ta làm video chuyển động emotion ha các bạn ha thì cái thằng này nó cực kỳ à cực kỳ hiệu quả cho các bạn luôn rồi các bạn sẽ thấy ở trong này nó còn rất là nhiều cái hay nữa ví dụ như cái thằng này là nó sẽ chuyển từ điểm A qua điểm B rồi ngồi ra các bạn sẽ xem ở đây này các bạn à nó còn có một cái phần chuyển động tròn nữa đó các bạn thấy không thực tế khi mà chúng ta nhìn á chúng ta thấy à, đây chỉ là một cái video mà chúng ta cứ nghĩ rằng á à, người ta dàn dựng bằng cái công nghệ rất là cao và ngày hôm nay á công nghệ của Canva nó đã giúp chúng ta tiết kiệm thời gian cái thằng này nó chỉ kích hoạt nó cho xây vòng các bạn ở trong này nè nó có chỗ là tùy chỉnh nè rồi trong này nó để chế độ ví dụ mình muốn tăng nhanh hơn đó các bạn thấy không nó đang vẽ nè cũng tương tự giống như là mình thôi các bạn ha đó mình cho tốc độ nó quay cao nè quay nhanh hơn đó, chúng ta bấm vào nút xong chúng ta xem thử đó thì riêng cái phần tử này nó chạy rất là nhanh nó phá vỡ cái cấu trúc liền các bạn thấy không à thì cứ tương tự như vậy chúng ta vẽ đường vòng như thế nào thì nó sẽ hoạt động như vậy à, và tới đó nó sẽ dừng lại đó cực kỳ nhanh luôn à, tới đây chúng ta xem thử một cái slider cuối cùng nè à, ví dụ như ở đây à, chúng ta cũng áp dụng đi áp dụng lại và cho công việc này giúp cho chúng ta xây dựng đồ họa một cách rất là hay nếu các bạn đam mê cái công việc là làm phim hoạt hình hoặc là chúng ta làm những cái gì đó giải trí cho trẻ em thì cái này có thể là giúp cho các bạn kiếm rất là nhiều tiền luôn các bạn ha tại vì một tháng các bạn đăng ký tài khoản pro trên canva nó chỉ có 149 ngàn thôi mà chúng ta dùng được rất là nhiều thứ trên này nữa ha các bạn đó là cái phần sơ lược mình nói về cái phần này ha các bạn rồi bây giờ mình ra ngoài trang chủ mình muốn chia sẻ cho các bạn một cái nữa cực kỳ hay đó là test to email và mình đã giới thiệu cái phần trước rồi ok thì cái phần này các bạn nên áp dụng nhiều để chúng ta làm truyện tranh chúng ta kiếm tiền thông qua cái việc là chúng ta sáng tạo content ví dụ như mình muốn gõ đây một cái từ khóa là máy bay trên à, vùng à, máy bay trên một cái vùng cánh đồng đi cánh đồng rồi chúng ta nhấn enter đó thì các bạn thấy cái công việc này trước đây chúng ta còn phải bỏ rất là nhiều tiền chúng ta mua những cái tài liệu hoặc là những hình ảnh bản quyền thì ngày hôm nay ai nó giúp cho chúng ta rất là nhanh à, trên một cái cánh đồng à. rồi thì các bạn đợi cho nó chạy ra bốn cái như thế này ha các bạn à, chúng ta sẽ à, sử dụng nó đưa vào đây à, cực kỳ nhanh luôn à, các bạn thấy chưa à, nó bay trên một cái cánh đồng này các bạn thấy chưa à, Tất cả những ý tưởng của chúng ta AI năm nay nó giải quyết hết cho các bạn luôn. Năm 2023 là một năm của content AI và trí tuệ nhân tạo ha. À, nó sẽ giúp cho chúng ta xây dựng content về nội dung về văn bản, về hình ảnh, về lời nói, tất cả những cái phần mà trước giờ chúng ta làm thủ công. Ngày hôm nay AI giúp cho các bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ok, video này mà đã chia sẻ cho các bạn cách chúng ta sử dụng được à những cái công cụ AI của Canva và hy vọng video sẽ hữu ích cho các bạn biết dùng thêm nhiều cái tính năng hay hữu ích nữa. Xin chào, xin gặp lại các bạn và đừng quên đăng ký kênh của mình để nhận được những thủ thuật hữu ích về Digital Marketing, về AI và cũng như về cái cách kiếm tiền Affiliate Marketing. Ok, xin chúc các bạn sức khỏe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.